Chào mọi người, lâu quá mình mới quay clip. Hôm nay mình sẽ trồng begonia ha. Cái begonia này mình sẽ trồng nó vô cái rổ à. Mình trồng vô cái rổ này, mình treo lên. Đây, nó sẽ ra như vậy. Rồi giờ mình cần cái rổ nè. Giỡn nè. Giỡn ướt ha. Cái bịch, cái kéo với lại kẽm nữa. Kẽm để và quan trọng nhất là cuộn chỉ. Kẽm để nó treo thôi. Rồi. Việc đầu tiên là mình chuẩn bị cái rổ. Mình sẽ lót cái bịch vô cái rổ này. Cái bịch vô cái rổ này. Sao cho nó hứng nước chắc cỡ nữa rồi đi. Tới đây mình sẽ cắt vỏ này. Lấy nửa bịch nước. Rồi. Mục đích là mình lấy nửa bịch. Cái bịch mình bỏ giỡn vô. Nè, bỏ giỡn lên trên đây luôn nha. Mục đích để khi mà mình tưới á. Mình tưới nó cái túi này nó sẽ giữ nước nằm ở giữa ở đây. Tưới nước vô nó sẽ giữ một khúc nước ở đây. Và nó thấm ra từ từ thôi, nó thấm ra ngoài từ từ. Mình sẽ tưới ít, không cần phải tưới nhiều. Đừng có sợ nó úng nha, tại vì mình trồng cây ở bên ngoài mà, chứ không có trồng cây trong cái bịch. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cây này. Cây rất là đẹp nhưng mà cái chậu rất là nhỏ. Cái chậu quá nhỏ. Mình sẽ lấy cây ra. Nè. Đó. Cây. Lớp mỏng thôi để bảo vệ cái rễ đang có của nó, chứ đưa ra gió rễ nó khô là nó bị sốc cây, nó sẽ ra lá chậm liền các bạn, sẽ ra làm cho lá của mình nó ra chậm, cây nó hơi không có thẳng. Để cây cho nó thẳng cho đẹp. Cái nào mà nó bị nghiêng vô quá mình trồng ra vậy nè. Bỏ rêu lên cho nó xanh nó đẹp. Nãy mình quên bỏ phân vô. Nên mình moi bỏ phân vô. Bỏ phân vô đây. Bỏ phân vô. Bỏ phân vô đây. Thì vừa thôi các bạn, bỏ nhiều quá cũng không tốt đâu. Tuy là phân hữu cơ nó tác dụng
chậm. Quá nhiều quá không? Rồi, ok. Lắp, lắp lại. Cây begonia Ismat này là mình xách từ bên Thái về, mình xách tay từ bên Thái về, mình đi Thái chơi thì thấy cái cây này. Thái qua Thái mua cây chủ yếu mua đắp ấm thôi, nhưng mà mấy cái tiệm cây cảnh thì cũng có cái cây này, có một số tiệm chuyên về thu hải đường á, nó có cây này rất là đẹp, mình thích, lá đẹp lắm rồi, đúng không? Đây là chưa trồng hết hết cái độ đẹp của nó, bởi vì mình không có đạt đủ điều kiện, giống như trời mát nè, giống như Đơn Dương Lâm Đồng nữa, khu vực đó thì nó sẽ lên đỏ hết cái lá luôn, lên đỏ, những cái đốm nào đỏ ra đỏ, xanh ra xanh, màu rất là rõ rệt, gọi là ít mát, rồi giống như cây thông Noel gì đó, đỏ xanh đỏ. Trồng hết rêu lên cho nó xanh đẹp. Có nhiều rêu chơi hết luôn đi, để làm gì uổng. Không bạn, có ít thì gắn ít cũng được, ít thì mình coi nó rêu nó bò từ từ ra cũng đẹp, nó mọc bò từ từ ra. Đó. Rồi xong cơ bản rồi đó, bây giờ mình sẽ lấy cái cuộn chỉ nè, cuộn chỉ nè, mình bắt đầu quấn, bắt đầu từ đây ha. Nay mình mới gắn cái đèn để quay buổi tối buổi chiều nữa, chứ lúc trước là mình phải canh buổi sáng hoặc là buổi trưa mình mới quay được, mới được ánh sáng. Đầu tiên mình sẽ quấn lại để nó giữ lại nha, chứ nếu không là nó rớt ra liền. Đó, ta cứ quấn bình thường, cứ quấn bình thường lại cái chỉ nè. Cũng dễ bị tuột lắm, tại cái rổ này nó có mấy cái đường gần nó tròn á, nó cũng dễ bị tuột lắm. Ta quấn vòng tròn, quấn lại thôi. Rồi ok, kéo rồi cũng chặt tay một chút nha, để cho nó giữ chặt, chứ nó không, nó chưa có bám rễ, rớt hết chất chồng xuống. Và nhớ đừng có quấn qua cái ngọn nha, đừng quấn vô cây nha, chừa cái ngọn với chừa cây ra ha, sẽ quấn luôn cái ngọn, xiết cái ngọn một vài bữa đứt luôn, đứt cái ngọn ra luôn ạ. Sẽ chỉ mà chỉ mảnh nữa, nó siết từ từ đó, nó mình chỉ là thôi thua luôn á. Ở đây mình không có hướng dẫn luôn, không có chỉ ai à. Đây là cách mình làm để mình trồng của mình thôi, các bạn tham khảo, mình thấy vui thấy thích thì có thể làm theo. Thì những cái này mình làm ra mình cũng để vừa chơi vừa bán nữa bạn, mình bán thì mới có tiền mình mua cây mới, mua cái giống mới mình chơi tiếp. Thì mình bán cây hồi xưa tới giờ rồi, mình bán những cây mình thích thôi, cái gì mình chơi một thời gian mình thấy làm nó đẹp thì mình bán, mình lấy kinh phí mình trồng những cây khác. Thì nói chung là lấy đam mê nuôi đam mê đó. Mọi người hay nói cái này cũng cơ bản nó hơi dính rồi đó, nhưng mà phía trên thôi, còn phía dưới là mình vẫn chưa quấn nãy giờ. Giờ mình quấn lại phía dưới cho nó. Nãy giờ quấn từ lừa hộp dưa hết. Thì cũng quấn, ráng quấn cho nó.
cho nó giữ lại thôi. Chứ mình cũng biết chính xác là quấn nãy giờ quấn ra sao, cứ quấn đi các bạn. Quấn vòng tròn được rồi, quấn vòng vòng cho nó giữ vớn lại thôi, đừng có tưới nước rồi trôi mất hết vớn luôn, rớt hết vớn là không được. Rồi ok rồi đó. Tương đối rồi. Giờ dựng đứng nó không có rớt rồi. Hết rớt rồi ha. Cái rổ hết rớt rồi. Rồi giờ mình cột lại. Cột lại cái chỗ nãy luôn. Nhớ giữ căng sợi chỉ nha. Buông ra nó trùng, nó trùng hết mấy kia lại rồi. Nó dễ xúc không ạ. Chắc này mấy bạn nữ khéo tay dễ làm hơn. Rồi. Hy vọng là nó cứng. Ok xong. Rồi. Như vậy là xong tương đối, chỗ này đen đen xíu đúng không? Lấy miếng rêu ịnh lên phát là đẹp liền. Miếng rêu ịnh lên cái là đẹp à. Đó. Ok. Rồi, giờ mình sẽ làm cái móc. Cái móc này dễ lắm các bạn. Móc như vậy thôi. Cắt. Tùy mình treo cao, treo thấp, treo dài cái chỗ. Tại do mình làm dài là để mình treo vừa tới cái chỗ tưới, nó tưới trúng. Cho nên mình làm nó hơi dài một chút để cho nó mình dễ treo. À, nhớ làm cái móc này móc đôi các bạn. Tùy cách người ta, mỗi người người ta trồng khác nhau, nhưng mà mình làm cái này móc đôi để mình móc vô nó không bị chạy này. Móc vô cái này nè. Nè coi nè. Dở cái điện thoại thẳng cho bạn coi. Mình làm móc. Móc này thì nó sẽ không bị chạy đâu. Mình giữ yên luôn nè. Muốn móc qua thì qua, muốn lại lại. Nó mình móc đôi. Nó sẽ không bị chạy đó, mình sẽ treo lên vậy. Rồi, đây là cách mình trồng. Đây là phiên bản đầu tiên ha. Đó, mình sẽ cải tiến từ từ từ. Mình trồng, mình theo dõi thử, mình sẽ cập nhật cho bạn coi luôn. Cây rất đẹp nè. Kìa nghiêng qua các bạn thấy lá nó đỏ không? Để lại, lá nó không có đỏ nhiều. Cái đốm này nè, hơi hơi đỏ. Đó. Nghiêng qua đó đỏ thấy không? Dòng này mình rất là thích, nó rất là đẹp. Nhưng mà nhiệt độ thấp nữa nó càng đẹp dữ nữa. Nên dùng Đà Lạt, Lâm Đồng với lại Bảo Lộc được á. Miền núi trồng nó lên màu rất là đẹp. Mình trồng nên Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện sao mình trồng vậy thôi ha. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi. Mốt mình sẽ cập nhật, mình làm những cái mẫu mới, cập nhật mới cho bạn coi thử tình hình cây sắp tới nó là sao rồi. Bye các bạn.